tôi phải giết cậu Hán Giang. Ra ngoài, tôi phải giết cậu Hán Giang. Đi, mau để tôi xem. Không sao đâu, thật không ngờ lại bị người phụ nữ đó cào bị thương. Không sao. Đội trưởng Vệ, tôi sẽ đi cho cô ta một bài học. Thôi đi, tới pháp trường rồi nói. Được rồi con gái, đừng khóc nữa. Con cứ khóc như vậy, mẹ cũng loạn lên. Bây giờ đã 3 giờ rưỡi. Chị Hy Hàm, chị ấy. Chị ấy. Được rồi, đừng khóc nữa. Tư lệnh trưởng, ngài nói đảng Cộng sản ngầm và tỏa hiệp có đến cứu người hay không? Sẽ đến. Bọn họ chắc chắn sẽ đến. Xuống xe. Đi. Cô gái, cô xem, núi non đẹp đẽ như vậy, còn có ánh nắng ấm áp, thế giới tuyệt vời như vậy, chỉ có người còn sống mới có thể thưởng thức. Không sai, vùng đất Trung Hoa tôi rộng lớn tuyệt vời, cho nên mới luôn có lũ muốn chiếm đoạt, thèm muốn mảnh đất này. Xây dựng một thể chế chính trị tốt đẹp là mục tiêu cuối cùng của thánh chiến Đông Á chúng tôi. Dưới bầu trời này còn có thể nghe thấy những lời nói dối, vô sĩ và nực cười như vậy à? Từ lúc nào tàn sát và cướp bóc lại trở thành chính đạo an dân? Vậy địa ngục cũng có thể đổi thành thiên đường rồi. Cô gái, tôi không muốn ở đây đấu võ mồm cùng với cô. Nói hay lắm. Ông chà đạp non sông nước tôi, tàn sát đồng bào tôi, kẻ thù chà đạp chị em tôi. Có gì để tranh luận? Việc duy nhất chúng tôi muốn làm là đao đối đao, súng đối súng. Cô gái, bây giờ cô vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô nói ra tung tích của tổ chức đảng Cộng sản ngầm và tỏa hiệp, tôi sẽ xin với tư lệnh thả cô ra ngay lập tức. Câu trả lời của tôi chỉ có 4 chữ: nằm mơ giữa ban ngày.
Vệ thám trưởng, tới lượt cậu rồi. Mời. Nổ súng. Đừng do dự nữa. Nổ súng đi. Vậy anh Kiệt, sao cậu không nổ súng? Sao lại không nổ súng? Cậu không giết chết cô ấy, tôi sẽ giết chết cậu. Muốn biết tại sao tôi không giết cô ấy không? Cậu với cô ấy là cùng một chuột. Cậu chính là Hùng Ưng của Đảng Cộng sản ngầm. Hùng Ưng, cái này hơi lớn rồi. Đáng tiếc, không đổ được tội lên đầu của tôi đâu. Cậu có ý gì? Vậy phải hỏi Tư lệnh trưởng quan. Không sai, tôi đã đưa cho thám trưởng Vệ một mật lệnh, không được phép giết cô ấy. Đem nữ cộng sản này tới chỗ tôi trông coi cẩn thận. Đi. Yamamoto, tôi đã nói rồi, xem các người làm sao thu dọn tàn cuộc. Yamamoto, khốn kiếp, khốn kiếp.